Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ. Thủy kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Thủy mới đi bán về nè cô chú anh chị, xong Thủy lấy lá bắp cải với lại dưa leo cà chua rồi Thủy đem về, Thủy đổ ra cho đàn gà nhà của Thủy. Nó thấy nó ăn dễ thương ha cô chú anh chị ha. Hồi nãy nó ăn dễ thương lắm cô chú anh chị ơi, xong Thủy lấy máy Thủy quay á, Thủy đứng gần quá cho nên nó sợ, không có dám tới nữa. Câu ra ngoài nó ăn. Chứ con có một cái con vịt à, đi vô cũng tranh thủ ăn ăn này cô chú anh chị. Con vịt này á cô chú anh chị, anh Hải á, nó đi lạc ở nhà ai á thì không biết, nó còn nhỏ lắm, nó mới lớn rồi cô chú anh chị ơi. Xong bắt về nuôi chung với lại mấy con gà nhà Thủy luôn. Lần đầu tiên nó về á, mấy con gà nó ne nó chạy không à, giờ quen rồi cô chú anh chị. Có con gà đá nó giữ ghê vui, chú anh chị thấy không, có hai con gà đá ở trong này nè cô chú anh chị, hai con gà trống hay đánh được nhau rồi. Thủy mà đi làm về mệt á, Thủy đi tắm rửa. Con gà nó được. Anh Mãi anh mới mua hai con gà Quý Phi á cô chú anh chị đây. Thủy quay cho có cặp gà Quý Phi á cô chú anh chị thấy không? Nó chui vô trong lồng rồi. Có một con gà trống nó hay được. Con gà đó làm sao không biết, anh Mãi nhốt ở trong đó. Chắc con gà đó đĩ hay nó sao anh Mãi nhốt gì. Không biết bữa nay anh Mãi nó lẫn trứng vô chưa thì không biết nữa. Một ngày thì là 16 trứng, 17 trứng. Mấy con gà nó thích ăn dưa leo, cà chua đó cô chú chị, nó không phải nó ăn ít thôi. Thì đổ nhan gì cho nó ăn rồi xong tí nữa mai sáng đó, nó mà dơ thì anh Mãi sẽ dọn hết, ngày nào cũng vậy nha cô chú chị nha. Cô chú anh chị thấy con gà đá chưa? Thì nhìn thấy sợ luôn. Con vịt nó sợ vô ăn á, nó câu ra ngoài ăn đứng. Có cái bà gà đó, bà chạy qua chạy lại. Chủ yếu nhà Thủy nuôi mấy con gà đĩ này nè cô chú anh chị để lấy trứng ăn nha. Thủy ăn trứng thường xuyên à. Thủy thích ăn trứng gà, trứng vịt lắm cô chú anh chị. Trứng gà thì mình úp la hay là mình ăn lòng đào. Còn trứng vịt đó thì Thủy hay luộc lên, bỏ nước mắm vô, dầm cơm mặn mặn, dầm vô mặn mặn ăn cơm. Trứng gà cũng luộc lên, bỏ mắm, bỏ nước tương vô, rồi mặn mặn chan cơm ăn ngon. Quết lại rau, chấm lại rau sống hoặc là rau muống luộc, hoặc là những cái gì rau luộc là mình ăn ngon lắm. Thì đi làm về mệt xong thì ngồi thì ngắm 15-20 phút, ngắm cho chán xong rồi thì đi vô thì tắm giữ thì nghỉ ngơi. Hay hay á cô chú anh chị, đi đâu chơi hết nè. Mà Thủy quay cho cô chú anh chị xem có cái bác ở gần nhà Thủy, hay biết rác nhà Thủy, hay là qua nhà của nhà Thủy. Bác là biết rác hả? Công việc là như vậy hả bác? Bác ở sớm nhà Thủy. Thủy một đất nhà bác gần nhà. Một lần mà Thủy đi về quê á cô chú anh chị là bác ở nhà, bác qua nhà giùm nhà Thủy cho chó mèo ăn. Bác cũng là bộ đội nghỉ hưu nha cô chú anh chị nha, cho nên ở gần nhà bác cũng yên tâm đi. Nhà bác cũng đi chú già quay đâu. Thủy ngồi đây Thủy quay cái cây mít cho cô chú anh chị xem. Cái thằng mít là trái nó nhiều lắm, ở nhà anh Hải là thái xuống bớt bây giờ cô chú anh chị, còn ở trên nó cũng nhiều trái mà nhà Thủy cũng thích ăn lắm. Chính là chị sẽ
trong con vịt nè. Đầu thủy mà đi xuống á, là mấy con gà này nó sẽ đi nè, nó sẽ đưa cái chỗ thủy đang ngồi quay á là cái cửa, bước chân xuống là nó sẽ chạy nè. Cho cô chú anh chị xem cái con xúc xích này nó rình rình, nó cắn mấy con gà dữ lắm. Hồi bữa anh Mãi anh đánh nó một trận mà không biết bữa nay nó có sợ không. Thủy quay nó chạy ra đường, nó chạy bữa anh Mãi anh đánh nó một trận, nó cũng không có dám vô cái chuồng để nó cắn đâu cô chú anh chị, tại con gà đó nó đẻ á. Mà sao nó bay ra, rồi xong bay ra những lúc mà anh Mãi không có ở nhà, nó nghe nó cắn luôn. Đây, Thủy đi xuống, Thủy sẽ bước chân xuống, quay trứng gà nhà Thủy. Thử nó, thử anh Mãi anh có lụm vô chưa nha. Bắt đầu ở đây có một cái ổ nè cô chú anh chị, để Thủy đóng cửa lại nha. Nè, Thủy đóng cái cánh cửa này lại. Rồi, bắt đầu Thủy sẽ đi. Nó thì đi vô là nó không có mổ nữa, nó qua một bên này nè cô chú chị. Đây đây bắt đầu cái ổ, à cái ổ này không có trứng nè cô chú chị ơi, anh Mãi cũng không để lại một cái trứng nào luôn. Và ổ thứ hai lên đây không có một cái trứng nào luôn. Anh Mãi nó quá chắc anh lượm vô hết, anh không có để nữa, để nó chắc nó hay bị lỗi đó cô chú anh chị. Tiếp tục đây nè cô chú anh chị, mấy cái mít này nè để cho những người thân quen của mình, mấy cái mít này nó ngon lắm. Nè, ở trong này hồi nãy có một con gà nó bay ra không biết sao mà nhốt lại. À, thì biết rồi. Có mấy con gà, chắc gà này mới mua hay là gà của ai gửi hay sao không biết nữa thôi chú chị ha. Bữa nay thì mới thấy á. Ô, hai con gà mái đẹp lắm. Anh Mãi để làm giống hay sao á? Nó nhốt riêng. Rồi tiếp tục mình sẽ đi lượm trứng nha chú chị nha. Tôi coi thấy nghĩ anh Mãi lượm hết rồi. Đây. Ở dưới đây có ổ nữa mà không cái trứng nè. Đây nè cô chú chị, hai con gà quý phi anh Mãi mới mua nè. Mấy bữa đi xuống nhà chú Tư á, đi đường á anh thấy anh mua, nó cũng dễ thương ha. Anh nói nó hai gà quý phi nè. Ở đây cũng không có trứng nào luôn. Chắc anh Mãi lượm buổi sáng hết rồi cô chú chị. Để tí nữa thì vô thì coi thấy trong nhà có trứng không. À ở đây có một cái trứng mới đẻ luôn, nó mới đẻ nóng hổi luôn mà đã vậy á, nó còn sạch sẽ đó. Đó vậy là không có chút cái nào, mới để có một trứng thì không có lấy vô được để đó là thấy đang đứng thì quay cái cây mít này. Quá trời trái luôn, cô chú thấy không, có một nhánh ở đó. Rồi thôi nè, thì quay lại cho cô chú anh chị xem, có ba con gà, hai con gà mái, một con gà trống. Cái này chắc anh Mãi mới bắt giờ sáng nè. Cô chú anh chị xem mấy con chó nè, cái con lưu nè, nó rình rình gà mà nó không có dám cắn gà con Mãi đâu, anh Mãi quánh chết. Còn cái con này nè, đánh nó cỡ nào đánh nha, nó cũng bắt mà không biết bây giờ là nó có dám nữa không nè. Con xúc xích nè, không biết có dám nữa nè. Thủy quay cho cô chú anh chị xem nha. Đó nó Thủy đi xuống dưới đây rồi nó lại tiếp tục đi lên nó ăn nè. Thấy thương không cô chú anh chị nha. Ha, thôi Thủy sẽ đi ra nè, Thủy đi lên sẽ đi nè. Đó thì đi lên sẽ đi mất rồi. Đó cặp gà với con nó không có dám ra nó ăn rồi, nó trốn rồi nè. Thủy sẽ vô coi thử anh Mãi anh có lượm trứng không nha cô chú anh chị nha. Nếu mà có lượm thì sẽ quay cho cô chú anh chị xem anh có để trong nhà không, hay là bữa nay nó không đĩa nha cô chú anh chị nha. À đây nè cô chú anh chị, anh Mãi anh lượm hồi sáng rồi cho nên Thủy ra không có còn trứng nào là đúng rồi cô chú anh chị ơi. Nó anh Mãi lượm hồi sáng rồi, quá trời ngon luôn nè. Thủy quay cho cô chú anh chị xem hồi sáng đây, con của Thủy nó luộc trứng lên xong nó cuốn bánh tráng với rau sống với lại ăn bún với nước tương, ngon lắm. Cái món này nhà Thủy hảo mà rất là thích ăn luôn, ngon cực kỳ. Đây con gái của Thủy nó luộc trứng một xoong mà ăn hết rồi, còn lại 7 trái đó cô chú anh chị nè. Nè Thủy quay cho cô chú anh chị xem đó, nó ăn trứng. Cái này là nước tương đó cô chú anh chị, đây là luộc vỏ này, ăn chưa rửa chén luôn. Bởi vậy Thủy nói với cô chú anh chị cái món trứng này
chế biến nhiều món ăn lắm, mà dễ ăn nữa, người lớn ăn cũng được mà con nít càng dễ ăn, về càng dễ ăn cơm nữa. Cho nên anh Mãi anh quyết định ảnh nuôi gà đẻ để lấy trứng sạch cho gia đình nhà Thủy ăn. Tại vì vốn dĩ nhà Thủy thích ăn trứng, cho nên muốn ăn trứng sạch cho an toàn, cho nên nó là chịu khó nuôi. Mà cũng không có chịu khó gì đâu cô chú anh chị, đó thả vô chuồng rồi lấy rau của nhà mình bán rồi về cho nó ăn, rồi canh sáng quét chuồng cho nó sạch sẽ, nó khoa gà nó khỏi bệnh là được. Đã quá ha. Chắc Thủy quay cái thao trứng này cô chú anh chị mà thôi theo dõi Thủy chắc thèm mà thích lắm ha cô chú anh chị ha, nhìn thấy ham ha cô chú anh chị. Chắc video của Thủy đến đây cũng dài rồi nha cô chú anh chị. Chắc Thủy xin dừng video tại đây. Trước khi dừng video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Và Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú. Hẹn gặp lại bà cô chú clip sau. Bye bye.